Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video, video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Cho các bạn tin buổi tối ngày hôm nay xin được cập nhật những cái thông tin vui về tin của chị Hồng Loan cũng như là bên phía lũ kênh kênh quý vị. Mới đây nhất thì có một cái bài viết của một cái fan ruột của chú Năm đã đăng tải nói về câu chuyện nhờ cái ngày mùng 7 tháng 3 cái cô cái cháu gái lăn xe cho một người con gái bé nhỏ và nuốt nhát đó là Hồng Loan với à, tuyên bố là đây là đứa con nuôi duy nhất của cậu tôi Đó thì à, để đến bây giờ Thì Hồng Loan đã được à, sự nổi tiếng Được cái sự yêu mến của khán giả gần xa rất là nhiều Còn ngược lại cô ta được tự xưng là một ngôi sao lớn ngôi Sao chổi nói ngôi gì đó Thì bây giờ đang bùng bét hết quý vị Và Như là cái sự nghiệp đang à, bùng bét hết trơn Cái bài viết cái nội dung như thế này Mình cũng xin chia sẻ cùng với đại gia đình như nha Người lăng xe ngày mùng 7 tháng 3 trước mặt bá quan văn võ và báo chí người lăng xê ở đây là cô cháu gái chỉ tay vào một cô gái nhỏ bé và nhút nhát rồi dõng dạc tuyên bố đây là đứa con gái nuôi của cậu tôi từ đấy một ngôi sao mới ra đời cũng từ đấy cô gái nhỏ bé kia trở nên nổi tiếng khắp cả nước bởi lòng trắc ẩn và rồi từ đó những con sóng gió vẫn tiếp tục bủa vây Thân phần bé nhỏ, bé nhỏ của cô gái Vinh hay nhục cô cũng từng phải ném trải Ngược lại người lăn xê là cô cháu gái Thì bị người đời trừng phạt Cho mãi đến ngày hôm nay Làm gì cũng bị soi đến tận đường tơ kẻ tóc Bị phong sát cũng từ đấy Tôi mỉm cười Bây giờ lỡ món có ho một tiếng Thì hãng kẹo ho cũng chạy đến nhờ uh, ho Để quảng cáo cho thương hiệu của mình tôi cũng có vài lời khuyên đến với cô ve hãy buông bỏ tất cả đi chỉ làm mỗi việc đi lăn xe cho một người nào đó vì cô cũng mát tay lắm một cái bài viết mà nó cũng vừa châm biếm mà vừa khịa bên phía con ve quý vị ha một cái bài viết mà mình nghĩ cũng khá là hay và khá là là sâu sắc đó chính vì cái ngày bị ngày, ngày, ngày 7 tháng 3, cái ngày mà có nghệ sĩ mất thì cô ta đã uh, gọi như là lăn xe hồng loan quý vị tại vì lúc đó hồng loan là chả ai biết cả mà mình nhớ là những cái giây phút mà lúc đó hồng loan ngồi bên cạnh với con ve thì chị có vẻ rất là nhút nhát và có vẻ là rất là buồn tại vì lúc đó là đám tang của ba của mình mà ở đâu có còn cái tâm trí nào mà để gọi như là tiếp cơ quan báo chí hay là uh, nói chuyện để mà uh, phân định cái thân phận của mình là con ruột hay con nuôi đó thì cô cháu gái lúc đó cô dõng dạc cô tự xưng cô là chủ nhà tức là con của bà xích đó rồi dõng dạc nói đây là đứa con gái nuôi của cậu của tôi mặc dù nó có họ giống cậu của tôi tuy nhiên là nó chung sống trong căn nhà và à, mẹ tôi cũng như là tôi là cũng coi nó như là một người à, ruột thịt trong gia đình thì hồng loan cũng có chèn nói thêm một câu đó là đúng là con ruột đó à, thì hồng loan là lúc đó rất là bớt luôn bây giờ mà nói so với bây giờ với so với cái lúc đầu tiên thì rõ ràng là hai cái ảnh hoàn toàn trái ngược bây giờ thì hồng loan là giống như là đi một cái viên kim cương tỏa sáng đi đâu cũng tỏa ánh hào quang cũng được sự săn đón của cô bác khán giả gần xa rồi cái cô cháu gái thì bây giờ mọi người thấy không? Bây giờ là người đời trừng phạt. Đó, bây giờ làm cái gì người ta cũng soi đến tận đường chân tơ kẻ tóc hết quý vị. Đó, bây giờ là bị phong sát đến cùng. À, và mới đây nhất trong một cái chương trình thiện nguyện của anh Quy Sang vào ngày 27 tháng 9 tới thì à, cái tất cả cái doanh thu của cái chương trình này sẽ ủng hộ cho bà con bạo lũ tại miền Bắc đây là một cái hoạt động rất lý nghĩa và anh Tư Sang nó là sẽ ra trực tiếp tại miền Bắc để trao quà cho bà con ừ, mà mình không biết là thông tin chị Hồng Loan là có đi hay là không thì mình cũng chưa có nắm rõ ha và cái lũ kênh kênh bên kia nó nói rằng là bên phía tụi căn nhà số 4 nó thường hay gọi bên phía Hồng Loan là nhà số 4 thì nó lựa cái lúc mà người ta đi cứu, cứu trợ xong hết rồi tụi nó mới đi gọi như đi làm màu đấy thì thôi kệ tụi nó gọi như là tụi nó Gọi như là nó rảnh quá mà mọi người nó gọi nó soi nó 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 bạch lá tìm sâu mà mình hơi đâu mà mình trách nóc tụi nó thì mới đây nhất cũng có một khán giả người ta lên người ta cũng muốn mua vé ủng hộ chương trình và người ta nói như này ngày 27 tháng 9 này mình muốn mua 10 vé để ủng hộ cho chương trình ca nhà từ thiện ở trong đó có sự góp mặt của chị Hồng Loan nhưng mình không đi được bạn nào đi thì mình mua th mua tặng à đó một cái một cái tấm lòng rất là tuyệt vời ha người ta không có đi được nhưng mà người ta vẫn ủng hộ 10 vé quý vị thì cái giá vé bởi đó là đồng giá là 99 ngàn thôi thì coi như là cho 100 ngàn 10 vé là một triệu đồng và chị khán giả này chị nói là chị bận công việc chị không có đi được nếu cô chú bác khán giả nào muốn đi thì mình sẽ uh, mua tặng cho tất cả cô bác tới xem cái chương trình có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng nghệ sĩ ngân tuấn linh tâm kim tử long rồi có cả linh tý và cả hùng loan cũng như là anh quy sa đây là một cái chương trình rất là hoành tráng nha đó mọi người thấy không có tình cảm của khán giả người ta yêu thương như vậy đó người ta không đi được mà người ta vẫn gửi tiền người ta mua mọi người biết là vì sao đó là có niềm tin khi mà người ta đã đặt niềm tin vào mình thì rõ ràng là hoàn toàn tin tưởng còn mẹ con của họ làm cái gì mà uh, lên khóc thét rồi nói là sự cố là 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 đăng nhầm cái giá vé từ 1 triệu tám thành từ một triệu thành một triệu tám trăm ngàn đồng đó là một câu chuyện mà tụi nó gọi như là nó bán ế là tự đi giảm giá mọi người bây giờ nhiều người cũng đang yêu cầu tẩy chay cái phòng trà mà định tổ chức cái live show cho tụi nó đó yêu cầu là đánh giá một sao trước đó là tổ chức cho cái thằng hai bóng rồi bây giờ là tổ chức cho con ve đó là những cái câu chuyện mà khiến nhiều người cũng cảm thấy khá là bức xúc và mới đây nhất ở trên trang của anh Trí Cảnh thì cũng có đăng tải một cái thông tin cũng khá là bất ngờ luôn quý vị Không biết cái thông tin ở đâu mà anh Trí Cảnh nói là chị Ni Sau khi nghe mà chị Bảy Màu năng nỉ là kết nghĩa chị em Thì có nhờ Trí Cảnh chuyển lời tới Bảy Màu một câu rất là ngắn gọn tiện dông thì cái bà bảy màu này coi như là mình cũng khá là lâu rồi coi như là cũng không muốn đề cập tới bà ta nữa đó thì uh, bây giờ bà nó đang bệnh thì thôi cứ điều trị bệnh đi cũng hơn thua sân si với người này người kia đó hôm trước thì bà ta lên nói là anh nguyên vũ đã gọi điện trực tiếp cho bà ta coi như là cầu xin đó coi như là muốn rút khỏi drama này vì rất là ghê sợ những cái con người con nhà trong căn nhà số 4 tức là đang nói bên phía hồng loan đấy đó bà này dựng chuyện rất là ghê ha bà nói là là uh, bây giờ là gọi như là uh, bây giờ là lỡ là, là phóng lao là theo lao luôn đó mọi người bà nói là bây giờ là muốn uh, nhờ uh, chị là giúp uh, thoát khỏi cái drama này đó một cái một cái ý mà ngu xuẩn như vậy mà bà cũng nghĩ rồi bà nói ha và bà cũng liên tục lên tiếng bảo vệ bên phía con le le về cái câu chuyện mà uh, xúc phạm bốn cái chữ vàng tổ quốc Kỳ công cũng như là cái bài hát quốc ca đó bây giờ coi như là tụi nó cũng tụi nó là tự tìm đến drama này mà mọi người tự tìm tới nhà hồng loan như gọi là kết nghĩa gọi là bu vám để kiếm view kiếm like chứ tụi nó không trả tốt lành vậy mọi người ơi cái phần cuối của bản tin này thì chia sẻ một số cái thông tin nóng về cái gã hề lê tím các bạn có thể nói là ngày hôm qua thằng này không biết là nó có bị uống lộn thuốc hay không sau khi mà nó lên nó chửi cái khùng chửi điên trên sóng livestream của mình khi mà nó mang ba của anh linh tý ra để gọi như là xúc phạm đó mọi người một câu chuyện rất là bức xúc và hôm nay thì hôm qua thì nó bị hack facebook bên này nó lấy là được đó nó nói là kháng cáo thành công rồi kkk đó một cái thằng già rồi nhưng mà cứ đi làm ba cái chuyện gọi như là làm theo cái đơn đặt hàng đấy bên kia con le le nó chia tiền cho nên nó làm nó lên nó viết như thế này bỗng nhiên con trở thành dâu hiền vợ thảo ngang xương từ già tới trẻ từ lớn tới nhỏ có đều có tài biến hóa nhân cách ngang ngược chửi người thì bị thành người chửi tấn công thì bị người tấn công hại người như lúc nào cũng bị người hại 25k thì thành 25 triệu con nuôi thì thành con ruột lo cho người chết thì ăn trên xác chết Đó, thằng này đúng là thực sự nó ai nó cũng có thể cà khịa được mà. nó chả là cái gì cả nó cũng chỉ là một cái gã hề hết thời ở đâu ở bên mẻo mà bên về đây để mà 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 coi như là kiếm view kiếm la kiếm sống à, ở trước đây khi lúc đầu tham gia drama này khẳng định hồng loan là con ruột một trăm phần trăm là con ruột của anh năm rồi, rồi bây giờ quay 360 độ nó là con nuôi nó nó nói nè con nuôi thành con ruột nè thằng này đúng là một kẻ hai lời không chả khác gì cái thằng hai bóng gì cả đó những cái kẻ mà hai lời thì chúng ta phải đề phòng hết sức Tại vì nó chọc được bên này thì nó nói được bên kia Đó chúng ta phải thực sự nha Những cái hai lời rồi của nó cũng phải nghiệp quật thôi Bây giờ thằng hai bóng mà bây giờ cái sự nghiệp của nó cũng bung bét Cái danh nghệ danh là nghệ sĩ ưu tối của nó bây giờ là cũng vứt và dĩ vãng đi đó bây giờ nó bây giờ nó ở nhà nó coi như là xúc bình sữa với lại nó rửa chim cho con lai lai chứ nó biết làm gì bây giờ xô chậu chả có mà thôi phục vụ cho con lai lai cũng được nó cũng lắm tiền lắm tiền nhiều của một ngày nó doanh thu 1 tỷ một tháng nó kiếm được 90 tỷ thì xài sao hết nó để đi hát làm gì cho nó cực cái thân nó đó. đó cũng một vài lời gửi tới cái lũ kênh kênh phía bên kia các bạn tin buổi tối hôm nay của dòng đời TV đến đây sẽ được tạm dừng nha có những cái tin gì mới thì mình sẽ lên video ngay lập tức gửi đến quý vị Xin chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi quý vị yêu thương cho mình xin một lượt like một lượt đăng ký kênh nha Xin hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo